nhìn cha mẹ đi. Đó, cha trời mẹ đất. Linh hồn có nghĩa là cái biết sẽ làm cho người thăng tiến hay thụt lùi. Tâm thiện thì về thiên đàng, tâm khởi vọng chấp si mê thì nhập cảnh địa ngục, tâm khởi vọng chấp trung nghĩa thì về thần hoặc thánh. Nghĩa là khi mình sống á, mình có cái máu anh hùng á, mà mình làm chuyện đại nghĩa đó, mà mình không có biết tu mình cũng được thành thần nha. Đó thì đang nói trong lúc mình đang chống Covid, chống chiến tranh, chống đói rách, chống thiếu thu nhập, chống vật giá leo thang nè, thì chỉ có quay đường tâm linh thôi, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hôm nay Kiệt nha, mượn cái lời của bác dạy là không có gì quý hơn ngồi thiền đọc kinh, thì mình nên hiểu mấy này một chút. Tâm khởi yếu hiền thì nhập cảnh người, tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trừ cảnh ngạ quỷ đói rách súc sanh. Đó nhiều đó. Tâm khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh súc sanh. Còn cái tâm chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh ngạ quỷ đói rách. Ngạ quỷ là cái con quỷ nó cổ nó bằng ngón tay út vậy đó, cái cổ cái bụng nó bự gì, cho nên nó ăn nhiều cũng không có no hết. Mà thường cái đó đó là đại gia nhiều, đại gia với mấy người mà hiện giờ mà đang ăn trên ngồi rồi á, tiền tỷ rồi đó, thì sẽ thành ngạ quỷ rất là nhiều, từ cái tâm của họ tham ích kỷ nhiều. Cho nên ở núi Thiên Long Sơn á, lâu lâu Kiệt nhìn xuống biết bao nhiêu vong linh ở dưới nó chết. Covid kỳ này là khoảng nhiêu 5-6 triệu người, trong đó có rất là nhiều người giàu có, mà khi chết gia đình họ người Mỹ họ không có biết cúng thì họ cũng vẫn đói lang thang bay đầy ở chỗ sân góp, ở dưới có sân góp. Thì lâu lâu á, mấy mấy vị mới nói ban cho họ một buổi tiệc thì mình cho họ ăn, thì đa số là họ rất là thích ăn đồ Mỹ như là pizza hay là burrito với mấy cái lon khúc. Chứ còn lúc mà họ còn sống là phải ở ăn nhà hàng 5 sao, giống như kiểu ăn khoa phốt vậy đó, ngủ khách sạn 5 sao 7 sao. Còn bây giờ chết rồi á, chỉ ở những cái gốc cây, những cái hốc xó hôi hôi hám, mà những cái nhà quan người ta không có đến, rồi tụ bè tụ đảng vậy. Cách đây gần 7-8 năm về trước, Kiệt biết sẽ có một cái đại nạn và rất là nhiều vong linh sẽ đi giấc dưỡng như vậy, không có nơi nương tựa và không có ai lo. Thì Kiệt mới phát tâm đi về Phú Quốc, Hàm Ninh á, để định xây cái tháp. Lúc đó Kiệt định bỏ 10 triệu đô ra xây cái tháp là để cho cái thời tận thế này. Nhưng mà cái tháp không có ra đời được, là vì bị tà phá nhiều. Thì mình nói tóm tắt, cho nên hôm nay 5-6 triệu vong linh của Covid bay khắp hoàn cầu. Rồi khi họ chết họ có ngủ thông nha, ma có ngủ thông. Họ mới biết Kiệt là ai, họ biết núi là núi có Chúa ở trển, có cha có mẹ có Phật ở trển, thì họ mới tụ về đó để mà họ có một cái nơi nương tựa họ khấn. Cho nên lúc nào á, cái núi Thiên Long Sơn á, ở trên á, thì tiên Phật thánh ở trên đó cũng đang lại cha lại mẹ, cũng có chư thiên cũng có chư thần, và những người nào Kiệt cho vô thì vô. Còn vong linh á, là nó có cái đường ranh giới, nó cũng giống như cái dây rào kẽm gai điện vậy đó, họ không có vô được Thiên Long Sơn. Cho nên cái núi Thiên Long Sơn mình hoạt động rất là đông người những năm về trước, trước khi bị chi cục bộ với mấy cái người ở vùng này nè khóa cửa lại, thì cả 100.000 người lên Tết, cả mấy chục nghìn người lên cũng không có một tai nạn nhỏ xíu nữa. Đó là mình nói về Long Tâm Linh. Thì những người mà ăn trên ngồi rồi, tỷ phú đại gia cũng giống như Michael Jackson còn sống là rất là nổi tiếng, tiền bạc giàu có khủng khiếp, nhưng mà khi chết chúng vẫn là con ma, mình đâu có mang theo được cái gì. Đồng tiền của thế gian nó không có mang theo, qua cõi kia không có xài được. Khi cái đói
Cái đó là do cái tưởng, mình có bốn loại thức ăn. Cái tưởng thức đó, lúc mà mình còn sống, mình ham ăn hay là mình ăn đồ ngon hay đồ này đồ nọ, thì khi mình mất mình vẫn có cái cảm giác đó, nhưng mà thật sự mình không có thân người để chứa đồ ăn, nhưng mà cảm giác nó cũng làm